Hello, xin chào các bác nhé. Ngày nay đồng Công Sơn sẽ giải nghĩa những cái họa tiết hoa văn trên cái mặt chống đồng. Thì đây lấy ví dụ cụ thể chính là mặt chống đồng đường kính 80 cho các bác nhìn xem cái họa tiết nó được to hơn, rõ hơn, các bác có thể là hình dung được. Đây. Thì trước tiên là mình là phải nhìn vào cái ngôi sao 14 cánh đây các bác xem. Ngôi sao 14 cánh thì sẽ tượng trưng cho chống đồng ngọc lũ nha các bác. Ở đây là ngọc lũ ý nhiên. Đấy. Tượng trưng cho mặt trời rọi cái ánh sáng xuống cho muôn dân. Đây các bác xem. Đây là thể hiện cho trời. Ở ngoài mặt phẳng này thể hiện cho đất. Và ở trên đất sẽ có con người này, chim muôn thú này. Tất cả những hoạt động đều ở trên mặt phẳng. Thì đây là những vòng đầu tiên thì các bác sẽ thấy đấy là con người. Con người và những cái hoạt động của con người ở trên trên trái đất. Đấy, ngôi nhà, đấy những cái hoạt động, những cái trang phục của người Việt cổ ngày xưa thì rất là độc và lạ. Và vòng thứ hai thì đó là chim cổ. Đây là loài chim cổ nha các bác. Rất dễ để thấy được cái hình ảnh chim cổ này trên các diễn đàn. Đây và hươu cổ, đây các bác xem. Thì quan niệm của ông cha ta ngày xưa đó là chim và hươu là hai con vật gắn liền. Chim thì họ, ông cha ta ngày xưa quan niệm là mình được tiến hóa từ loài chim. Còn hươu thì là ngày xưa là mình đi săn bắt hái lượm. Thì con hươu là thức ăn của con người chúng ta. Ở ngoài đây thì đây là những chú chim lạc. Chim lạc đây là thể hiện cho Âu Cơ và Lạc Long Quân. Cái hồi đấy là bắt đầu là có Âu Cơ và Lạc Long Quân rồi đấy ạ. Đấy, thì những cái chú chim đang sải cánh bay đây các bác xem. Đang sải cánh bay đây có nghĩa là người trẻ, những người trẻ, lớp trẻ đứng lên. Còn lớp già thì chững lại. Đây, có nghĩa là sinh lão bệnh tử đấy, không thể nào thoát được hai cái việc người trẻ sinh ra và người già mất đi. Thì các bác xem đúng không ạ? Còn những cái vạch vòng tròn và có đường kẽ tiếp tuyến đây, các bác xem. Và những cái magic đây, các bác xem. Là ngày xưa là ông cha ta quan niệm là để đếm và đo thời gian, đếm thời gian, đếm ngày, đo thời gian, các bác xem. Nói chung thì bây giờ là lớp trẻ thì chỉ là biến tấu lại những cái họa tiết của ngày xưa và làm cho nó mới hơn, hiện đại hơn để phù hợp với lại những cái bây giờ, những cái yêu cầu của bây giờ. Còn để mà chuẩn chỉnh hơn ấy thì phải là đến tận làng nghề và nghe từng người nghệ nhân, từng gọi là ông cha của em đấy ạ. Là kể về những câu chuyện ngày xưa, những cái ý nghĩa hoa văn trên mặt chống đồng thì nó sẽ rất là ý nghĩa nha các bác. Đấy, thì nhà em là ở làng nghề Trà Đông, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Còn bác nào đang quan tâm đến tranh mặt chống đồng hay là quả trống thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0911 740 569, hoặc để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận cho em nha các bác. Các bác có thể là giúp em đăng ký kênh YouTube một cái đăng ký. Thì là em sẽ lên rất là nhiều video để giới thiệu về chống đồng cũng như là nghề của nhà em, để cho các bác có thể là hình dung rõ hơn về một cái sản phẩm đồng mỹ nghệ cũng như là một cái sản phẩm chống đồng Đông Sơn. Nó sẽ được làm ra và được đúc như nào nếu các bác ở xa không đến tận làng của nhà em được. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video này của em ạ. Xin chào các bác nha.